Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi. Lần này thì Khả sẽ tiếp tục anh Nguyễn Vân nha anh em. Anh Nguyễn Vân nha anh em ơi. Rương kìa. Anh ra rương luôn kìa. Ồ, anh em nghe gió không? Đang bảo. Ok, bây giờ Khả đi rồi, show anh Nguyễn Vân anh em ơi. Rồi xong anh Evan rồi hết điểm đánh tung kim rồi, mai điểm nào đánh tung kim này ta. Rồi đi đầu sâu ngay. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ Khải đi anh Evan nha anh em ơi. Hôm nay thì cho anh em tham khảo sơ qua. Thì Evan ngày hôm nay thì Khải vừa có đọc sơ qua thì nó cũng tương đối giống như server trước thôi. Chủ yếu là cái event này nó có dòng sáng khác thôi nè, chứ còn Khải thấy thì đọc sơ qua thì nó cũng tương đối giống nhau như những event trước. Đây là Khải cho anh em xem sơ qua cái event này, thông tin event này như thế nào nha. Đó, trời ơi, giờ mới có sơ kìa. Cảm ơn Johnny Hoàng vừa tặng em 75 sơ, 50 sơ nha anh ơi, quên 50 sao nha. Cảm ơn nhiều. Qua mua một điểm tống kim. Ôi mạnh lắm anh Lê Nguyễn ơi. To vãi trưởng luôn. Gió đập rầm rầm đây muốn sập nhà đây. Có chứ, anh rõ 212 là bài bốt đại nè, như cũ thôi. Điểm tống kim thì Khải sẽ mua 1000 điểm nhân xăm ngàn năm. 1000 cái. Còn nó 1k điểm rồi. Ok. Rồi, có vẻ là đủ rồi. Giờ Khải sẽ đi ép cho anh em xem. Thì trung bình thì FF thì cũng ở tương dương trung tâm thôi nè. Tương dương trung tâm thôi. Trời ơi. Gió quá. Thôi sợ ớn anh luôn nè mày. Giờ anh Evan mà ớn quá. Ừ vòng sáng vòng ông Phật lắm nè. Đây Evan kỳ tài liền hảo tướng rồi nè. Đó. Rồi Khải mua hồng lộ hương 7 sâu. Là 1000 cái là 7000 sâu. Đó. Rồi trung bình một cái là đã đủ nguyên liệu nè. Rồi. Rồi ok Khải ép cho anh em xem. Ghép xăm hỷ tửu 1000 cái. Đó xong. Giờ đặt phím 1 và nút thôi năm. Rồi ok thì trước khi anh em xem sơ qua event này như thế nào thì chúng ta cùng xem trên website thử event này nó ra sao và như thế nào nha anh em ơi. Đây cho anh em xem. Đây. Rồi Khải có vô cái toàn màn hình đó. Đây. Và bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua thì cái event này bắt đầu vào ngày 24 cuối ngày 23 thì ngày 24 và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 10. Event này chỉ có khoảng tầm 20 ngày thôi mọi người. 20 ngày sẽ kết thúc. Thì cái túi nguyên liệu lúc nãy Khải mở này, đó sẽ được lúa mạch, nếp, men rượu, nước tinh luyện. Nước tinh luyện này anh Evan tiền vạn. Rồi cái nhân xăm ngàn năm là anh Evan sâu này, 50 điểm lúc nãy Khải vừa mua này. Giống như cái súng trường AK này, mùa trước á. Rồi. Còn cái này là hổ cứu cốc tửu là cái này là Evan tiền vạn này, ít hơn Khải sâu này. Anh Evan này thì chỉ được 7 tỷ năm thôi, 7 tỷ năm kinh nghiệm thôi. Bỏ qua đi. Đó, vừa rồi Khải ép này, một xăm hỷ tửu này. Thì 1000 cái. Một cái trung bình 15 triệu thì Khải sẽ được 150 triệu. Ôi, Khải sẽ được 15 tỷ chứ. Khải sẽ được 15 tỷ kinh nghiệm. Đó. Và sau khi ăn thì Khải sẽ được lỡ hộp mảnh thạch anh nè, rương đồ ăn ban đình quốc nè, rương phố hồng kim nè, hiền tinh, bảo rương trong phôi, rồi mặt tịch bí tịch, lệnh bài boss này, lệnh bài boss xanh này, lệnh bài boss đặc biệt nè, hố minh thạch, rồi cái tửu cá nhân và ban hội. Rồi bình rượu vàng. Bình rượu vàng thì Khải sẽ ăn tiếp tục được 50 cái bình rượu vàng nữa. Thì bình rượu vàng thì có một số phần thưởng như sau đây. Anh em cũng đọc sơ qua đó. Phi phong các kiểu, chủ yếu anh cái này chủ yếu lấy phi phong kỹ năng là hợp lý nữa. Đó. Rồi chống phá linh dược, tiềm năng chống phá linh dược kỹ năng. Càng khôn máu tống kim này, lệnh bài ok này, có ít đồ tống kim cũng được này nè mà. Thì tinh hồng là bài bí kiếp phúc duyên, tức là hán bằng nhược. Sự đời nghị hồ thiên lộ quá tử thiên sơn sát hữu giảm và hung đồ. Đó anh cái này được cái vòng sáng ông phận nè. Đó. Sử dụng 20 ngày. Với lại mạch nạ các cảnh năm 15 ngày. Rồi ngẫu nhiên một cái loại phần thưởng khác tất cả hoặc là sinh lực 200. Ngẫu nhiên một trong ba loại. Ngẫu nhiên một trong ba riêng. Nói chung là cũng không có gì khác nữa mà. Cũng là như mùa trước thôi. Không gì đặc biệt cả. Cũng giống như mùa trước không có gì khác nha. Cần khôn này nó lệnh bài boss đặc biệt này. Bài boss tiểu này. Thể chuyển giới. Rồi hộp quà tiểu này thì được một hộp cuối một hộp thôi. Mở ra hình xui được tất cả những món phần như này, một trong tất cả cái này. Đó. Rồi ok.
Bây giờ thì chúng ta cùng anh em ơi, không đỡ anh em chờ đợi lâu. Rồi anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho Khánh một like, chia sẻ chơi anh em ơi. Sau khi có xem sơ qua, tìm hiểu sơ qua thì bây giờ trước khi anh thì Khánh sẽ cắn may mắn nha nè. Cắn mình quá tử cũng như là Thiên Sơn, có thử nó được gì không. Và Khải cũng cắn như mọi hôm là Khải nhảy thành rồi cắn cho vui thôi nè. Thiên Sơn quá tử hôm nay hết rồi. Ok, tí nữa có quá tử Khải cắn Thiên Sơn. Rồi Thiên Sơn, rồi nhảy thành cắn anh em ơi. Đầu tiên Khải sẽ quay làm ai ăn. Ok, hello anh em mới vô nha, chúc anh em mười tối xem live dễ anh em ơi. Anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ fanpage với Khải Nghiêm Minh và cùng với YouTube với Khải Nghiêm Minh nha mọi người. Đó, Khải mới lại cho anh em xem. Cắn nè, một cái phần độ. Ôi cái này cũng ngày 1 tháng 10 hết hàng. Ủa chắc có 4 ngày người ta. Áo gì? Một viên thị tinh. Đó, ngon. Một viên thị tinh nè. Cái này gì nè? Hào hán băng hội cá nhân. Rồi, thuộc lách chưa hết mà đa số là lách. Một viên thị tinh, cố gắng ăn khoảng 20 viên thị tinh là lời nha nè. 20 viên thị tinh là ok gì đây. Lệnh bài bốc đặc biệt, à đâu, đây là bài bốc đặc biệt, nó có cái hình dáng lạ vậy ta. Nó có kiểu khá là lạ nè mà. Có tên đó là Hỷ Tửu, Hỷ Tửu luôn. Tửu hỷ như này nè, cái nhỏ nhỏ trong trong nè. Thị tinh đâu, cứ thị tinh là ok, mấu tống kim. Một lệnh bài bốc đặc biệt nữa nè. Anh em đang xem video này đừng quên để lại khám một like chia sẻ chơi nè. Hai viên thị tinh rồi đây mà. Hai viên thị tinh rồi. Lên 3 viên rồi, 3 viên, 3 viên, lên 3 viên đi dù khác. Rồi, ok, nói rồi 3 viên đi dù khác. Let's go. Cứ một thành cứ kiếm được 1 đến 2 viên là giúp chỗ khác là hợp lý nè. Khải hay ăn kiểu đó. Nên là Khải nhảy rất là nhiều thành. Ơi học mầm nói ngày 1 thôi, áo vải nồi. Là qua ngày 1 là phải tranh thủ đứng yên một chỗ ăn liền cho đợi nó hết hàng, là lúc đó phải giao dịch sẵn trong xe 10 cái cục. Lúc đó giao dịch sẵn trong xe 10 cục đứng im thành anh em, không được di chuyển nha. Di chuyển là nó hết hàng á. Chung là vào ngày 1 tháng 10 á thì đứng yên một chỗ rồi nó vừa qua ngày đó là mình cắn luôn. Không di chuyển cũng như là không di chuyển thành là không mất được. Nên là mình phải biết cái vấn đề đó chứ không là anh em chỉ cần di chuyển thành một cái là nó mất hết hàng luôn. Nhớ là cũng không giao dịch được nha. Không giao dịch được nên là anh em phải giao dịch trước cho xe. Bây giờ trước cho xe cái này bị lỗi hay sao. Còn 4 ngày hết hàng vãi thiệt. Hello Thanh Liêm, 3 cục thịt tinh anh em ơi. 1 đơn vị tím. Rồi này mới 3 cục thịt tinh anh em hít vậy. 1 tinh hồng. Ôi hôm nay hơi ít dữ ta. 3 cục thịt tinh thôi. 30 viên thêm 500k nữa ạ. Wow, 30 viên hơi căng luôn anh Minh Tiến Lê ơi. 20 viên đã khó rồi, giờ anh đòi 30 viên nữa, anh đòi net 500k nữa. Biết khi nào được 30 viên đây. Ok anh ơi. Nói chung trung bình là từ khoảng 10 đến 15 viên đã cao rồi anh ơi. Còn khi nào may mắn lắm được 20 là cao luôn. Còn 30 viên là một cái vấn đề khó, rất là khó luôn. 4 viên. Rồi 4 viên thì tin, tiếp tục. Lên bài bút đặc biệt 3 con. 4 viên mới đã hết hết gần 300 cái rồi. Hết 300 cái mới 4 viên rồi em ơi, hơi ít nhờ. 300 cái hết 4 viên, trung bình 100 cái một viên. Áo vải. Kiểu này sao mà lên được 30 viên đấy. Phục duyên. Gì đây. 4 viên 4, 4 viên xe. Tí này xem xe ăn chưa. 30 viên 2 ạc thì may ra. Trời ơi. Trời ơi, gần 500 cái rồi nè, mới có 4 viên thôi, ít dữ. Vãi nồi. Khá ít luôn. Về Dương Châu gấp trên Nhiếp Thúy Trần hả? Khó đấy, khó đấy. Khó, khó, khó. Gấp trên Nhiếp Thúy Trần. Chỗ nào cũng được thôi, biết sao vậy. Ok, gấp trên Nhiếp Thúy Trần, ok. Dương Châu Tây. Nãy giờ gần 500 cái, gần 400 cái rồi mà 4 viên rồi nè. 5 viên, trung bình là 100 cái một viên. Vãi chướng. Tính ra 1.000 cái cao lắm 10 viên là hết đắt rồi. Ui, anh em nghe gió, anh em đang bảo nghe gió rồi nè. Xuống còn 20 viên, ok, đó, ok. Ok luôn, 50 viên 5 triệu nha. Ok anh ơi, giờ anh Minh Tiến Lê đã xuống 20 viên. Nếu mà ra được 20 viên anh donate 500k nữa. Cái này hơi canh mà, ok này. Ui, đen dữ ta, mình sẽ cố gắng nhảy thành hết sức có thể.
20 viên, 2 viên donate cho em sĩ tiếp anh em. Rồi thì được anh donate em sĩ rồi, khả nghi vần anh em, khả donate em sĩ anh nghi vần anh em. Này tống kim tấm 1 á, được donate 500k, quá hợp lý luôn. Còn lại anh Văn Đòn chưa thấy donate thôi, đã chờ ngày mai anh Văn Đòn sẽ donate xong. Rồi gần 500 cái rồi em ơi, gần 500 cái mới 5 viên thì tin rồi, trung bình thì 100 cái được 1 viên thôi. Hơi đuối. Rồi xong, như đúng như dự đoán luôn em. Đầu cuốn 19 ta, đang thiếu cuốn 20, không cho cũng cho cuốn 19. Trời ơi, đang thiếu cuốn 17 với cuốn 20 nè. Là mát luôn, mát hoàn toàn luôn. Là màn bắt đi. Rồi còn 500 cái cuối cùng. Trời ơi, mới có 5 viên thôi em ơi, khá là nhỏ luôn. Mới 5 viên thôi. Thì tính đâu, mùa này ăn ít yếu ta. Nãy anh em ăn được 20 viên hay dưới trời. Nãy anh em trong ban ăn được 20 viên luôn nè. Ờ lên mày bot khoảng 900 xu, 800 xu gì đó. Trời ơi, toàn gì đâu không anh em à. À, 6 viên, mày quá. Được 6 viên rồi. Cố gắng lên 20 viên ơi. Ok Nhật ơi. Ok, khả chuyển xe, chuyển qua X này nó giữ được gì. Hiện tại Khả đang thiếu cái mảnh vàng số 4 nè em ơi. Mảnh vàng số 4 nữa là Khả có thể ép được cái ấn phòng thủ lý nè em ơi. Khả sẽ ép được ấn thủ lý cho đường môn. Nấu nè. Hơi chật chỗ. Ây cha cha. Từ từ. Cái này thì rương mình đang chống nè. Đó. Mình bỏ chỗ này, ngày mai mình cũng đánh tống kim nè. Còn này máu phong hỏa lương thành bỏ lên kênh đi. Khi nào chật rương quán mình đưa qua kia tiếp. Đó. Chiến cổ còn thiếu, hôm nay còn chiến cổ thiếu luôn nè. Lệnh bài thiếu quá trời luôn. Đó. Rồi. Đua top là đây nè. Hộp nè. Hộp luôn, kiếm tí tính cái này nè. Tính một món này không có giá. Chung là tí nữa ăn xong thì Khả sẽ cho anh em xem những cái món nào có giá trị, Khả sẽ đỡ lại cho anh em xem, tính giá cho anh em xem. Còn mấy cái những món mà không giá trị, Khả sẽ bỏ rương đỡ chặt rương vô nè. Rồi chúng ta tiếp tục ăn cái vịnh thôi. Bài đặc biệt cũng bỏ rương luôn nè. Bài này thiệt là đỡ cho đánh lấy phôi lấy phổ thôi, chứ không ai mua luôn em ơi. Có nước là cho anh em thôi. Phúc duyên máu tống kim này. Đó. Trang 10 tiếng xấu dọc. Toàn đồ rác không vậy anh em. Đen vậy ta. Rồi. Tinh 3. Mới này không có giá cất này đi. Rồi. Đã được không đây. Rồi tiếp tục. Hơi bị đen rồi nha. Rồi. Gần 1.000 cái rồi mà chưa có cảm giác có gì thì tin nhiều này. Mới có 6 viên hơi ít dữ ta. Cũng ít luôn á. Thì tính đâu. Còn 250 cái, hơn 350 cái thôi. Thì tính ít vài trường luôn nè. Vậy mà anh em bảo có người ăn lên đến 20 viên thì tính áo gì chứ. Áo vài trường. Rồi số mình nhỏ này. Số mình nhỏ này em ơi. Như vậy thì tính ít dữ. Úp cấp 162. Rồi mới 6 viên thủy tinh rồi em ơi. Hết 750 cái rồi. Mới 6 thủy tinh rồi. Quá nhỏ. Đen dữ trời. Tính ra mặc đồ này cởi phi dân hộp ghê. Vàng hộp đúng không. Thì tính đâu. Còn 250 cái cuối cùng em ơi. Rồi mọc thêm đường viên thứ 7. Quá nhỏ. Ít nhất phải 15 viên thôi anh em. Mở 50 túi kia rồi kiếm 5 viên nữa. Được nó nét 500k nào. Bộ thiện vận đó. 8 viên cố lên con sâu. 9 viên 10 viên ơi. 15 viên thì may ra nè. 15 viên thì may ra. Ui. Mắn thật ăn rồi chứ. Kèo còn 15 viên. Ok anh Minh Tiến Lê ơi. Ôi. Cái kèo 15 viên được 500k nữa nè em ơi. À kinh quá. Còn gần 400 cái à. Làm gì gần 400 cái nè em. Còn 150 cái. Còn 175 cái thôi nè. Xăm hỷ tửu nè. Làm gì còn được nhiều. Kèo xuống 15 viên anh em à. 15 viên sẽ được donate 500k nha. Ông anh tối nay chắc quá. Rồi 18 viên thôi.
Nhỏ thế mà 8 viên thôi, ít nhất phải lên được 10 viên nè em. Ít nhất phải lên được 10 viên. 15, 10, 15, 11 viên đi. Lên 11 viên xong rồi mở 50 cái túi bình rượu vàng này thì may ra mới có thêm được vài viên. Kèo này canh quá, 150 cái cuối cùng. 10 viên, 11 viên cũng được. Nhích lên. Không ra luôn em. Vàng số 6, trời ơi, đang thiếu vàng số 4. Nhỏ quá. Thôi kiểu này to này. Cái này xong lên được 15 viên nữa. Kiểu này xong được 15 viên đây. Được anh em donate mà không thể nào được đủ 15 viên. Kiểu này nhỏ này, số nhỏ này. Mà có 8 viên thôi nè em. Quá nhỏ luôn em ơi, cố gắng lên 10 viên thôi. Cố gắng lên 10 viên, nhất cái kia thêm 5 viên thôi. Không ra thì tin luôn. Quá nhỏ. Không ra thì tin luôn em ơi. Ôi trời ơi, toàn lên bài boss không. Rồi, quá đen, 8 viên rồi. Ok, còn lại mở tiếp tục này. Mở cái này tiếp tục anh em ơi. Hiện tại cố gắng lên 7 viên nữa nha. Mở bình rượu vàng này có thêm thì tin nữa nè. Ok, Khải dọn rương cái. Nhỏ thế. Anh em vẫn được 10 viên trời. Quá đen luôn anh em. Đen dữ ta. Anh em vẫn được cái 10, có 8 viên thì tin thôi. Quá nhỏ. Rồi, một bình cuối cùng là chúng ta mở tiếp tục bình rượu vàng. Bình rượu vàng thì cũng hên xui nó có thì tin nha anh em. Rồi thế, lên bài boss bỏ trong đi. Rồi, bình cuối nè. Máu tống kim ở trong khỏi chặt rương nè. Để dành mai đánh tống kim cho nè. Nói chung là có máu tống kim rồi, ngày mai nó đánh xem là sẽ trâu hơn. Sẽ trâu hơn bình thường nữa. Ok luôn. Rồi. Tổ gì đâu không rồi. Vàng, cần vàng 4 cho vàng 6 đen thế. Còn vàng 4 cho vàng 6 nè. Đây là phi tóc. Chung là xuống kèo 15 nhưng mà đã coi thì có gỡ được không nha. À mà 15 là anh cả lô lắng đề luôn á. Ok anh ơi. Ok để mình cố gắng đem 15 viên. Nhỏ quá mới 10, mới có 8 viên rồi nè mày. Số quá nhỏ không được donate rồi. Rồi ăn viên cuối. Đó. Mỗi ngày được thị tinh không? Thị tinh. Đâu được thị tinh? Đây này thị tinh. Ồ! Bù lại cuốn đại thành 120 được 2 kim. Wow! Được. Được cuốn đại thành 120 nha anh em. Quá đẹp luôn. Rồi. Đây này. Biển Kinh Đông. Rồi tiếp tục này. Cúng 1. Ôi trời ơi, cho cúng 1 triệu rồi. Tôi cũng 1 triệu rồi, 13 nghìn nữa cũng được anh. Rồi, bắt đầu anh tiếp tục này. Thị tinh. Một túi là hàng quần shop luôn. Đỡ Khải giao dịch hàng bất đại nữa mày. Nói chung là vừa rồi anh 7 kim. Thì Đỡ Khải sau hết cho anh em xem nha. Tí nữa anh em cùng tính toán thì anh được 7, tốn phí 7 kim. Thì lời hay lỗ nha em. Chắc chắn sẽ lời kinh nghiệm rồi á. Còn vật phẩm không biết lời hay lỗ đây. Khải bán hai cái bất đại này đã. 1k8. Đó, tí nữa anh em nhớ cộng lại vật phẩm 1k8 hàng bất đại đã bán nha anh em. 15 viên một ạt này hôm nay hơi đen anh em. Mấy lần trước anh cũng được 10 đến 15 viên mà lần này mới có 8 viên thôi, đứng rồi, đứng bóng rồi. Giải success cái nhảy thành rồi. Đen quá đen luôn anh hứng trẻ ơi. Mùa trước em anh cũng được 15 viên mà mùa này không tới đâu luôn. Rồi nè. Anh tiếp tục cái bình vàng này em ơi, bình rượu vàng này là được hên xui được thị tinh nữa này. Một bát vào rượu. Thị tinh, thêm 9 viên rồi. 9 viên rồi nha anh em. Thị tinh không? Đục thuốc lắc làm gì đấy. Thị tinh, nến lung linh. Như đây. Một kiến thiết lỡ bao. Một bình quá tửu. Giờ nó mới ra quá tửu này, đậu xanh thiệt. Mới 9 viên thị tinh rồi em ơi. Khoảng 6 viên nữa. 6 viên nữa. Đúng rồi, gần 4k rồi anh ơi. Rồi tiếp tục khui ai. Thị tinh không? Quá tửu nữa. Một cái thân hình phù. Một thân hình phù. Không có gì luôn. Một cuốn mật tịch 3. Tiếp tục. Trời ơi không thị tinh luôn. Đồ cái cục này mở ra. Đang lấy cái này nó phải ra thị tinh mà đen dữ ta. Mở nãy giờ gần chục cái bình rồi mà chưa có thị tinh em ơi. Mở gần chục bình rồi mà chưa có thị tinh. Này hơi đen luôn ở chai làng rồi, quá đen luôn. Thị tinh đâu? Không đó. Ôi, không thị tinh luôn. Trời,
Mới 9 cục thôi. Số cục nữa đâu? Đang ở đâu? Số cục ở đang ở đâu? Trời ơi, lần bài vẫn đặc biệt nữa chứ, thì tin đâu. Đang rất là sôi động anh em ạ, thiếu số viên. Trời ơi. Kinh quá, kinh quá. Ôi trời ơi. Chưa có một viên thủy tinh ở cái bao này luôn. Thường thường anh cái bao này nó có thủy tinh mà nãy anh không có viên thủy tinh luôn. Quái thiệt sự. Bỏ mấy cái thừa thải này vô trong đi, để đi tống kim này nọ đi. Ôi trời ơi. Được một cái đại thành chỉ nít không ai mua rồi. Thiên sơn bỏ ở trong này, thiên lồ bỏ ở trong này. Này là tí tính này, mà cái này không có giá là khai bỏ ở trong này nè. Bất tiểu này, tiêu được 200 xu thôi. Dân tóc, nến lung linh. Nà bỏ trong này, nào không ai mua luôn nè. Rồi, ok. Biết còn đủ chỗ không đây? Không có thiệt tinh luôn. Trời ơi, đen quá mới 9 viên thôi. Trời ơi. Kiểu này toàn là anh em. Chốt. Mới có 9 viên thiệt tinh rồi, quá đen. Thua là thua mình quế tưởng này đó. Ok anh ơi, nếu mà thua là thua mình quá tưởng này đúng không? Còn 6 viên tinh thôi mà móc không ra là 6 viên tinh thôi được đòn nét mà không ra. Uầy, không ra luôn. Uầy. Tinh hồng mới đầu chứ. Lên bài thì tạch tinh hồng. Trời, roi ngựa. Wow, được cái bi vòng 700 xu. Ôi dê bê. Quá đẹp luôn. Trời ơi, tuy không được đòn nét 700 xu rồi anh em à. Không được đòn nét 500k rồi. Nhưng mà được những cái món đồ cảm giác mình cũng thu lời một món gì đó này mà. Thì tin này không đủ 7 viên thì tin nữa rồi. À, được vi phong đủ bộ luôn, đủ bộ combo luôn, hay quá. Mai là có một đánh tống kiều nè. Hiện tại mang vi phong vào nữa thì có 5 cấp kỹ năng cũng có. Trời ơi, lực tay 10k6 đi với thiếu lâm thì lực tay 11k đó nè, không biết đâu mọi người. Đi với thiếu lâm lực tay 11k luôn đó nè. Wow, quá đẹp luôn. Ok. Tuy rằng không có thì tin chắc chắn không có rồi. Quá nhỏ luôn, không có một viên tinh luôn anh em. Thôi là tinh hồng nữa. Toàn trời, thôi đi thân hình phụ. Phun rương rồi. Thôi đi phụ. Trời ơi. Không có viên tinh luôn. Ok, là Khải vứt mấy cái này cho xe nha anh em ơi. Mấy cái này thì cho xe tinh hồng cái gì luôn. Chết cô gái rồi anh em ơi. Chết. Rồi còn cái này ngày 4. Cái này có nào. Ngày 4, ok, cái nào còn 4. 4 nhưng mà thuộc thân hình phù này, số phù được mấy cái. Cũng ngày 4 luôn. Ok, cho con nem độc hay. Ôi, giao dịch không được. Ok, quanh không được, phải giao dịch thôi. Giao dịch qua 1 này. Ngày 4, 27, 4 này. 27 này. Ngày 5 này. Rồi, giữ lại cái 27 này, đỡ xài nha nè. Rồi, ok. Cho nó chập được khỏi trong rừng đấy. Thua rồi. Ừ thì tên ép đồ ốc nhí ơi. Nhưng mà đen quá. Với lại được ông anh đồ nếp mà không thể nhận đồ nếp rồi. Còn có vài cái cuối cùng. Ôi là được một viên chống phá linh dược. Được một cái. Được. Cho xe. Còn thân phù không. Tinh hồng không nữa mới đâu chứ. Rồi xong đủ 50 cái rồi xong. Hôm nay quá đen không được đồ nếp từ anh Tiến rồi. lôi luôn rồi anh em à. Ok anh em ơi, nói chung là không được anh Minh Tiến Lê donate rồi. Khá là buồn nhưng mà không sao. Giờ chúng ta cùng đếm sơ qua thì lời hay lỗi anh em. Ok rồi, Khải cắt mấy những cái không quan trọng qua một bên nha. Đầu tiên đó là bí kíp 9x nè. Không ai mua nè, bỏ qua một bên nè. Rồi mấy cuốn Sơn Hà này nè. Quên mấy cuốn bí kíp bí tịch mặt tịch này. 1, 2 này nào không ai mua nữa mà. Đường cuốn 19 này. Đó. Rồi càng khôn đồ quá này luôn. Rồi bài phong độ quá này luôn. Rồi cái rồi ngựa đồ quá này luôn. Rồi tinh hồng không ai mua, bỏ qua luôn. Rồi còn gì nữa không? Phôi xấu dòng tím rồi bỏ luôn. Rồi mấy kiến thức là bao để cho bàn luôn. Rồi. Rồi còn gì giá trị nữa không? Rồi hết luôn rồi. Hết cái giá trị rồi. Đỡ khỏi chặt rương. Rồi ok, và chúng ta cùng điểm sơ qua thì anh lời hãy lỗ nha. Anh Vinh Tiền Vạn luôn. Ok, tí nữa anh Vinh Tiền Vạn em ơi. Hello Dương Khoa Phạm nha. Đen quá này, rất buồn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng điểm sơ qua thử Khải Nguyễn Vinh là tốt hết 7 kim thử thu được gì nha anh em.
thôi gì là hệ lộ nha. Những cái món giá trị không có giá trị là Khải bỏ hết rượu bên kia rồi nè mà. Ok, bây giờ chúng ta cùng điểm sơ qua thì hiện tại Khải đang ăn được là hôm nay là 9 viên thủy tinh thôi, quá ít luôn em ơi. Trung bình thì tầm này 9 viên thì khoảng 200 xu đi. 9 viên nhân 200 xu thì Khải được là 1.800 xu. Đó, được 1.800 xu nha em. Tính thủy tinh là được 1.800 xu. Và cuốn Đại Thành Bí Kíp 120 á thì Khải được 2 kim. Là Khải được 2 kim nữa là Khải được 3.800. Đó. 2 kim đem xu bơ mơ. Đó là được 3.800 rồi. 3.800. 3.800 đúng không? Phi phong này Khải vừa mở ra mấy ngày đây? 3 ngày. 3 ngày thì dao động khoảng 700 xu. 3.800 cộng 700 xu đó, cộng 700 xu là Khải được 4.500 rồi. 4.500. Và 10 rương phổ này thì ok, giờ chúng ta cùng mở 10 rương phổ này xem được gì nha. Phổ nào có giá sẽ bán có giá. 2 10 rương phổ. Rồi. Lôi khung bất quán. Ái cha cha, được cái phổ 2 kim. À, một cái nón lôi khung 2 kim đây mà. Ngon lành cành đào luôn. Chắc chơi chưa bà già ơi. Ok luôn, một cái nón là một cái phổ nón lôi khung hiện tại ở server này thì có người mua khoảng 2 kim đến 3 kim nha em ơi. Quá đẹp. Đúng rồi Dương ơi, cảm ơn em nhiều nha. Cái này được 2 kim nha em ơi. Lôi khung hàng bất quán là cái nón nè em ơi. Cầm được 2 kim, bán phát 1 2 kim luôn á. Là được 6 kim 5. Rồi tiếp tục ơi. Bích Hải Đao, cái này làm rác. Lôi khung địa phù, cái này cũng làm rác luôn. Minh ảo hậu yển, cái này cũng rác luôn. Cặp phong phù rác luôn. U lung xà đái là nón u lung, không biết nón này lên hay không. Nếu nón này lên thì cái phổ này bán cũng được khoảng vài 500 xu đến 1 kim, nhưng mà Khải nghĩ không biết được. Hãy bỏ qua một bên đi. Hám thiên ngò phước. Linh nhạc kiếm ái xa xa. Cái này là được 2 kim. Tiền về tiền về. Đó. Linh nhạc kiếm 2 kim nha em. Một cái phổ linh nhạc kiếm này F0 rớt này nè. Có trị giá nó cũng như cái nón này mà. F0 rớt luôn. Đó. 2 kim 2 kim. Ngon. Được 8 k năm rồi. Ngự lông bảo đao. Đao thiên bang không ai xài. Ngự lông bảo đao. Đủ xanh đến 2 cái luôn người ta. Ok rồi em ơi. Rồi. Cộng với lúc nãy 2 lần bài boss. 1 kim 8 nữa, cộng 1 kim 8, 8 kim 5 cộng 1 kim 8 nữa thì thu được 10 kim 3 rồi. Trời ơi, lời quá lời anh em ơi. Thu được 10 kim 3 anh em, Khải bỏ 7 kim thì chắc chắn là thu lại được 10 kim 3 nha anh em ơi. Đó. Lúc nãy Khải bán được 1 kim 8 2 lần bài boss đó, cộng vào nữa là được 10 kim 3 rồi nha anh em. Đó, ok chưa? Đó, 1 kim 8 này, đó quá đẹp luôn. Rồi, 10 kim 3 rồi, cộng với cái này coi. Cái này thì khoảng 100 xu. 3 cục này được 300 xu, là cộng 300 xu nó được 10 kim 6. Ngon nha, 10 kim 6 nha. 10 kim 6 nha. Ok luôn, up cấp luôn. Đó, nói 10 kim 6 nhưng mà Khải cánh vào rồi Khải xài chứ Khải không có bán nè em ơi. Đa số đồ Khải là Khải full tất cả hết, Khải không có bán nha em. Đó. Trời. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Thu 10 kim 8 rồi, được còn gì nữa không? Còn quần què nữa không? 10 kim 8 rồi. À đây. Cái bot tiểu này, bot tiểu được 200 xu nè em ơi. Tiểu được 200 xu nè. Rồi 10 kim 8 đúng rồi, 10 kim 8. 10 kim 6 và 10 kim 8 rồi. Cái này được 100 xu nè. Cục này được 100 xu. Cục 200 kinh nghiệm 100 xu. 10 kim 0.10 10 kim 900 xu. 10 kim 900 xu rồi. Nói chung là không lỗ đâu nè em ơi. Thu được 10 kim 900 xu là tương đương khoảng gần 10. À là cuốn này nữa. Cuốn này giờ cuốn này trung bình bán khoảng 500 xu á. Đó, cái này được Khải cho Nhật Achi này. Đó. Này bán cuốn này bèo lắm được 500 xu, còn 500 xu nữa. Là Khải thu được 11 kim 4. Trời ơi, lời 11 kim 4 em à. Quá đẹp luôn em. Quá đẹp luôn em ơi, xem ai mua cũng này bán nhanh luôn em ơi. Em mua cái này bán nhanh luôn em ơi. Rồi. 2 kim, còn cái này thì 200 xu. Đó. Quá đẹp luôn, mấy cái này rao lên phát 1. Rồi, nói chung là Khải ngừng video ở đây nha em ơi. Nói chung là Khải up được một cấp hơn. Và nói chung là lời không lỗi, nói chung anh em Vinh thiệt là may mắn á, anh em mở được những cái phổ mà đang có người mua hoặc đang có người cần thì chắc chắn Khải ra phát một có người mua ngay luôn. Đó. Hai món này sợ quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Rồi hello anh em nha. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em xem video rất nhiều nha. Đừng quên đỡ lại Khải một like và chia sẻ video ở lần anh em Vinh nha anh em ơi. Lời tuyệt vời.